Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evernote của mình. Đây là một cái video mới ha, là một cái series mới ở trên channel của mình luôn. Đó chính là Tailwind CSS. Thì ít khi mà mình làm thư viện lắm, tại vì bình thường á, các bạn thấy video mình làm mình toàn code thuần không à. Thì đây là một cái thư viện rất là mạnh mẽ hiện nay và rất là đang là hot ha, rất là hot. Thì Tailwind CSS là gì, những cái khái niệm hay là gì? Mình sẽ không nói nhiều, thì các bạn có thể hiểu đơn giản này. Nó này nè, Utility First CSS Framework nha, CSS Framework. Package with classes like FlashPT4, có nghĩa là những cái class của nó khác Bootstrap nha. Những cái class của nó, mỗi class thì chỉ thực hiện một chức năng riêng biệt. Giả sử Flash thì thực hiện chức năng là display Flash thôi, PT4 sẽ là bao nhiêu đó, Test Center là Rotate các kiểu đó. Thì cái series này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ không biết gì cho đến lúc mà code được với lại Tailwind luôn. Thì hiện tại có khá nhiều dự án người ta làm với React hay là Vue hay Angular, người ta code style á với thằng Tailwind này để làm gì ha, để nó không bị xung đột. Ví dụ chúng ta code á, chúng ta code với team đúng không, chúng ta phải rất là suy nghĩ cái việc đặt tên làm sao cho nó đúng, giả sử bam rồi các kiểu modifier tùm lum đúng không. Thì có thể ở đâu đó chúng ta code một cái tên trùng với một người nào đó trong team kiểu như vậy, rồi xung đột đặt tên không có đồng bộ kiểu như thế. Thì với thằng Tailwind CSS á thì chúng ta không cần phải suy nghĩ đến việc đặt tên nữa, tại vì những cái chức năng ở trong CSS ha, nó đã chia nhỏ ra những cái class rồi. Thì học cái series này thì các bạn sẽ hiểu ha. Và cái video đầu tiên của cái series này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt và sử dụng nha. Rồi ở những video tới thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ không hướng dẫn giống như những cái YouTube, những cái video khác ở trên mạng là học từng cái, mình sẽ làm một cái video giao diện luôn, thực tế luôn. Thì chúng ta sẽ áp dụng kiến thức vào, tới chỗ nào thì mình sẽ học cái đó, mình sẽ áp dụng vào để ra cái giao diện đó luôn thì mình mới hiểu nhanh được. Chứ học từng cái trong này nó rất là nhiều, mình không chỉ ha. Đó thì các bạn có thể xem demo đây nè, thấy chưa? Nó code là nhiều class để nó ra được chức năng như thế này đó, và mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhớ cách sử dụng như thế nào ha. Nó sẽ có rất là nhiều người khen và những cái giao diện rất là đẹp như thế này, các bạn thấy không, người ta code hoàn toàn đó, class rất là nhiều luôn đó. Thì đây là những cái vấn đề ưu điểm nhược điểm của nó thôi, thì mình sẽ đề cập sau ha. Rồi các bạn tạo một cái thư mục cho mình là theo Win CSS hay thư mục gì đó tùy các bạn nha. Ở đây thì mình dùng cái GitHub mà mình hay share cho các bạn đó, là YouTube á. Mình tạo một cái thư mục là Tailwind. Thì các bạn tạo một cái thư mục bình thường gì đó tùy các bạn nha. Rồi mình bấm chuột phải vào đây và bấm open in integrated terminal, tức là nó sẽ mở terminal chính xác ngay cái thư mục đó luôn. Để cho các bạn khỏi bị nhầm lẫn thì ở đây mình mở thư mục là Tailwind. Và đây mình sẽ có những cái hướng dẫn mình đã tổng hợp lại ở cái hướng dẫn trên mạng rồi. Thì đây là những cái hướng dẫn này đó. Đầu tiên các bạn gọi cho mình là npm init trừ y nha, npm init trừ y. Lúc này nó sẽ ra một cái file là package.json như thế này. Rồi các bạn không cần quan tâm đâu, các bạn tiếp tục gọi cho mình này, gọi nguyên cái dòng này luôn ha. Mình sẽ để cái này ở mô tả cho các bạn copy, hoặc là ở comment mình ghim lại cho các bạn nha. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn sử dụng cái này thì chắc chắn máy của các bạn phải cài đặt Node.js rồi. Node.js á thì các bạn tải bản này cho mình nha, Node.js, các bạn gõ Google Node.js download nhé, và các bạn nhớ là tải bản recommend format user, tức là bản này là stable nha, đừng có tải bản current nha, tải bản này nó sẽ lỗi. Các bạn tải bên này cho mình, recommend format user, tải và cài đặt nha. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn có Node.js rồi thì các bạn mới thể làm được những cái này, và các bạn tìm hiểu thêm về cái npm ha. Trước khi mà cài đặt được những cái này thì các bạn phải chạy cái lệnh là sau khi mà cài đặt Node.js này, mình sẽ ghi đây là giả sử cài đặt Node.js này ha. Đó. Rồi sau đó các bạn vào bên trong terminal, các bạn sẽ cài npm ha, npm install trừ g để cài cái npm của các bạn ha. Npm là Node Package Management của Node.js nha. Rồi sau đó các bạn gọi là npm init trừ y thì mình mới tạo thì ra được cái này. Ra đây này, các bạn thấy chưa? Tiếp tục á thì mình sẽ copy cái dòng này. Đây ha, dán vào enter để cho nó cài. Cái này nó cài tùy vào máy thôi, thì sẽ nhanh hay chậm, cũng có thể là do mạng nữa nha. Đó, các bạn cứ để nó cho nó chạy thôi. Đó, trong khi đó các bạn có thể nghe nhạc rồi làm một cái gì đó các kiểu, nói chung nó cũng nhanh nè, 1-2 phút gì đó nếu mình nhớ không lầm là vậy. Đó, cứ cho nó chạy thôi. Các bạn có thấy gì đặc biệt không, gần đây máy mình được nâng cấp rồi nên là nó không có còn nghe tiếng nữa ha. Rồi nó chạy xong rồi đó, tiếp tục mình sẽ chạy cái lệnh này npx ha. Đó, copy nó, copy đó thôi, enter đó, create như thế này. Rồi lúc này á các bạn mở cái file package.json cho mình ha, package.json. Đó. Cái từ test này các bạn sửa lại thành chữ dev nha. Và chỗ này cái đoạn này luôn các bạn bỏ, các bạn để chữ vite vô cho mình như thế này. Rồi sau đó các bạn lưu lại ha. Lưu lại rồi vào đây các bạn sẽ
npm run dev này, vào đây enter đó, thì nó sẽ bảo là localhost 3001 này ha, bấm vào control, bấm control á, trên MacBook sẽ là command, thì nó sẽ mở lên cái web cho chúng ta. Và lúc này chúng ta sẽ có cái trang web như thế này ở đây đó. Lúc này chưa có gì cả đúng không, chưa có gì cả. Rồi thì mình sẽ xem thử là đó, ở đây thì nó sẽ có cái config của Tailwind ha, nó có sẽ có config của Tailwind. Mình sẽ xem lại thử, hình như mình thiếu cái bước nào đó rồi. Application file. Process package log. Rồi, ở đây á, sau khi chèn xong rồi đúng không? Để mình xem coi. Nó chạy cái gì mà 3K vậy ta? Ok, không sao, cái này không sao. Cái này là cái GitHub của mình thôi, không có gì cả. Đó, như vậy là các bạn đã cài đặt xong rồi. Hình như mình thấy thiếu cái gì đó, các bạn chờ mình một tí nhé. Mình sẽ lại coi. Điện thử ha. Index. Mình chưa có nhúng cái thằng Tailwind vào, tức là mình đã cài đặt xong rồi. Ok, mình xem thử. Để xem con này nó chạy sao. Init-p. Các bạn chờ mình tí. Mình vào YouTube mình xem cho nó nhanh luôn và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tailwind select tutorial, mình thiếu một bước nữa. Mình thiếu một bước nữa mà bữa mình quên ghi lại, ở đây nó có hướng dẫn này. Enthusiast. Đây đây, mình thấy một cái dòng rất là quan trọng, nó có ghi này ha. NPX. Không biết nó có ghi trong này không, hình như nó không có ghi luôn. NPX ha. Đây là lỗi của mình nha, sorry các bạn nha. Mình sẽ làm theo video. NPX Tailwind CSS gạch CLI. NPX Tailwind Tailwind CSS gạch CLI CSS gạch CLI build. Nó kêu là phải có một cái thư mục là CSS xịt Tailwind nữa ha. Ok, mình sẽ tạo thêm một cái thư mục nữa là CSS. Và mình sẽ tạo CSS rồi. Trong CSS nó sẽ có một cái file là Tailwind.css như thế này. Nó sẽ import ba cái này: Tailwind base, Tailwind component và Tailwind utility ha. Ok. Base ha, Tailwind base, Tailwind component và Tailwind utility lưu lại. Rồi tiếp tục ra đây chạy cái lệnh này. Các bạn yên tâm nha, mình sẽ nốt những cái này ở dưới mô tả cho các bạn, các bạn làm theo là ok thôi. Rồi build ha, build set Tailwind.set trừ o. Ok, trừ o. Thư mục là build set Tailwind.set. Rồi nó sẽ chạy ha. Ok, chờ nó chạy thôi. Rồi nó build ra rồi ha, nó build ra đây rồi nè. Thì nó chạy xong cái đã. Rồi nó thì nó sẽ ra tất cả những cái class mục của Tailwind nó đã build ở đây. Và lúc này á, mình sử dụng thì mình sẽ sử dụng như thế nào? Mình sẽ chèn vào CSS như bình thường ha. Sorry vì làm mất thời gian của các bạn nhé. Lần đầu mình hơi bỡ ngỡ. Build set Tailwind. Lúc này nó đã áp dụng được rồi. Lúc này thì mình đã chèn được vào trong này rồi ha. Mình đã chèn được vào trong này rồi. Và ở đây mình sẽ thử chấm flash ha. Chấm flash để xem thử nó hiện ra được chưa đã. Khi nãy mình tắt rồi. Mình chạy lại ha, chạy lại là bằng npm run dev nha. Npm run dev lên đây. Đây. Xem có chưa đã. Có rồi nè. Flash là display flash nè. Đó, như vậy là mình đã xong cái phần cài đặt. Hơi mất thời gian một tí nhưng mà đã thành công rồi ha. Rồi, thì video này tới đây thôi. Ở video lần sau á, quên một cái nữa. Các bạn cài cho mình một cái extension có tên là Tailwind
Đây, theo WinCS Intelligence nhé, nó sẽ gửi cho các class mà chúng ta sẽ gõ ở trong cái dự án này ha. Theo là WinCS Intelligence, các bạn cài giúp mình nhé. Rồi, thì cái video này á thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và setup thôi. Các bạn yên tâm nha, mình sẽ có cái source code này ở trên cái GitHub của mình cho các bạn tải về nếu các bạn lười lười cài đặt ha. Đó. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn tập làm theo cho quen nhé. Mình sẽ để ở cái mô tả cũng như là cái game comment để cho các bạn làm theo nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video chia sẻ bước tiếp theo trên channel của mình về cái series theo WinSet này nhé. Hẹn gặp lại các bạn nha.